Chuyên mục Y tế dân số và sức khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày đầu tháng 12 này, toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai cho trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 60 tháng uống vitamin A, cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhỏ và uống thuốc tẩy giun định kỳ. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại một số điểm giám sát về vấn đề này. Tiếp theo là những thông tin về điều trị cấp cứu đột quỵ não tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong những ngày này, tại các địa phương, thông tin về việc đưa trẻ đến trạm y tế để uống vitamin A và cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ, uống thuốc tẩy giun định kỳ đều được các bậc phụ huynh quan tâm. Gia đình thì rất là quan tâm đến việc bổ sung các dưỡng chất cho cháu, đặc biệt là vitamin A. Một năm thì gia đình có bổ sung 2 lần vitamin A cho cháu thông qua trạm y tế. Trước khi đi bổ sung thì gia đình có nhận được các tin nhắn trạm y tế có gửi cho gia đình ạ. Xã thị trấn của huyện Hoàng Hóa đều đồng loạt tổ chức bổ sung uống vitamin A liều cao, cân đo và uống thuốc giun định kỳ cho trẻ nhỏ thuộc nhóm từ 6 đến 60 tháng tuổi. Do có sự chuẩn bị từ trước nên công việc đón tiếp tư vấn cho người dân được thực hiện nhanh gọn chu đáo. Đây được xem như ngày hội vi chất dinh dưỡng trong năm. Đợt này, huyện Hoàng Hóa có trên 20.000 trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 60 tháng được tham gia uống vitamin A và cân đo. Trong đó có 80 trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao, tỷ lệ đạt 100%. Thực hiện cái kế hoạch của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thì Trung tâm Y tế Hoàng Hóa cũng đã triển khai kế hoạch uống vitamin A và tẩy giun cho trẻ. Đồng thời là đấu mối với phòng giáo dục, chỉ đạo các trường kết hợp với trạm y tế để thực hiện cái vấn đề là cho trẻ uống vitamin A và tẩy giun cho trẻ. Thì đối với uống vitamin A thì cái hiệu quả trong cái thời gian những năm vừa qua thì vitamin A có tác dụng là tăng cường sức khỏe tốt, cải thiện cái tình trạng suy dinh dưỡng, đặc biệt là cái thể thấp còi, đồng thời là tăng sức đề kháng cho trẻ và đề phòng các cái bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, rồi sởi và một số các cái bệnh khác liên quan. Tại huyện Lang Chánh, đoàn đã giám sát công tác triển khai chiến dịch tại xã Yên Khương. Mặc dù trời lạnh, đường xa, nhưng các gia đình vẫn cho trẻ đến đúng giờ đầy đủ. Trạm y tế xã Yên Khương đã chuẩn bị chu đáo từ khâu đón tiếp, sắp xếp bàn đăng ký danh sách và phân loại đối tượng, bàn uống vitamin A, bàn tư vấn và vào sổ trẻ được uống vitamin A theo quy trình một chiều và bàn uống thuốc tẩy giun định kỳ. Xã Yên Khương có hơn 239 trẻ được uống bổ sung vitamin A và uống thuốc tẩy giun. Ở chương trình này thì cái vi chất mà bổ sung cho trẻ ấy, thì nó bổ sung cái vitamin A và cái hệ miễn dịch cho trẻ. Và không chỉ là mang cái ý nghĩa mà tôi còn nhận thấy là cái chương trình này thì nó mang đến cái sự quan tâm đối với các cấp, đối với trẻ miền núi. Hy vọng rằng là đối với những vi chất mà những đối với trẻ miền núi nhận được ấy, thì trẻ sẽ phát triển toàn diện hơn nữa, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần đối với trẻ nữa. Thực hiện ngày vi chất dinh dưỡng năm nay, 559 trạm y tế xã phường thị trấn trong tỉnh đồng loạt tổ chức cho phụ nữ có thai và trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi uống vitamin A, cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng và uống thuốc giun. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, toàn tỉnh có 350.000 trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi được uống bổ sung vitamin A liều cao. Để chiến dịch đạt kết quả cao, các đoàn giám sát cũng đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em của tỉnh Thanh Hóa, và tôi mong muốn gửi tới tất cả các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và đặc biệt các bà mẹ đang mang thai và chăm sóc con trong vòng 1.000 ngày đầu đời. Một cái thông điệp đó chính là cái việc là chúng ta hãy chăm sóc sức khỏe của mình thông qua cái chế độ ăn, bữa ăn một cách lành mạnh, đa dạng, cân đối và đầy đủ trong cái bữa ăn hàng ngày của mình để đảm bảo vi chất dinh dưỡng cung cấp đầy đủ hàng ngày của mình. Bên cạnh đó thì các bạn và đặc biệt là các bà mẹ hãy chú ý đến cái công tác gọi là phòng chống sớm cái việc là thiếu vi chất dinh dưỡng bằng cách hãy lại chú ý cái việc mà chúng ta khi trẻ đến tuổi thì chúng ta cần đưa trẻ đi bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng, và trong đó có bổ sung vitamin A một năm 2 lần, và cũng như là chúng ta sẽ đến cơ sở y tế để khám và kiểm tra sức khỏe của bé theo định kỳ.
Do đã có sự chỉ đạo thống nhất của ban chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, thị xã, nên tất cả các địa phương đều chuẩn bị điều kiện cần thiết và đồng loạt ra quân thực hiện ngày vi chất dinh dưỡng theo kế hoạch chung. Bắt đầu từ công tác truyền thông, cung cấp cho cộng đồng những kiến thức cần thiết về vitamin A, về theo dõi các chỉ số sinh trưởng phát triển của trẻ, sự cần thiết phải tẩy giun định kỳ. Để chương trình đem lại hiệu quả thiết thực, ban chỉ đạo các cấp đã có sự thống nhất trong đợt ra quân này. Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã chủ động đấu mối để cung ứng thuốc giun vitamin A và cung ứng đầy đủ cho các huyện, xã để chuẩn bị cho kế hoạch này từ nhiều tuần trước. Và trong những ngày mùng 1, mùng 2 tháng 12 thì chúng tôi tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh ở tất cả các trạm y tế. Đây chính là dịp nhằm tạo dư luận của toàn xã hội quan tâm đối với trẻ em nói chung, trong đó quan tâm hàng đầu là sự phát triển dinh dưỡng của trẻ, đảm bảo trẻ sinh ra lớn lên được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể lực. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não là căn bệnh nguy hiểm thường gặp ở người cao tuổi và có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Sau đây, chuyên mục xin giới thiệu đến quý vị và các bạn kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị cấp cứu đột quỵ não hiện nay đang được ứng dụng thành công tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh cho biết hiện nay mới chỉ có 10 đến 15% bệnh nhân mắc đột quỵ não được đưa đến các cơ sở y tế trong thời gian vàng từ 3 đến 4 giờ khi bệnh khởi phát, còn lại 85 đến 90% nhập viện muộn. Tại Việt Nam, đột quỵ không những là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu mà còn gây tàn phế cho người bệnh, là gánh nặng về kinh tế cho gia đình và xã hội. Tình hình bệnh nhân mắc bệnh đột quỵ não thì trong cái xu hướng những năm gần đây thì có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong những ngày rét vừa qua thì số lượng bệnh nhân nhập vào khoa là khá đông và nó tăng so với những cái thường kỳ của các năm trước là 10 đến 20%. Hiện có rất nhiều phương pháp điều trị cấp cứu đột quỵ não, song kỹ thuật can thiệp nội mạch não được xem là phương pháp tối ưu nhất đã và đang được Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa triển khai, mang lại hiệu quả cao trong điều trị cho bệnh nhân. Hiện nay thì cái đột quỵ não cấp thì có nhiều cái phương pháp rất là hiện đại đã được áp dụng ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Và hai cái phương pháp chúng tôi đã triển khai được cách đây một thời gian, đấy là phương pháp dùng thuốc tiêu huyết khối để làm tan cục máu đông trong trường hợp bệnh nhân đến trước 4 tiếng rưỡi. Và gần đây thì triển khai phương pháp là lấy huyết khối cơ học đối với bệnh nhân mà tắc mạch máu não lớn trong cái thời gian bệnh nhân đến trước 6 giờ. Đây là hai phương pháp điều trị hiện đại nhất hiện nay trên thế giới và cũng như là trong nước đã áp dụng ở các bệnh viện lớn, thì hiệu quả nó mang lại cái tỷ lệ thành công khá cao và nó giảm được cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái tỷ lệ di chứng đối với bệnh nhân đột quỵ não. Như vậy, để dự phòng các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ não, bệnh nhân cần tuân thủ theo những lời khuyên của bác sĩ. Trong điều trị cấp cứu đột quỵ não hiện nay thì bệnh nhân đầu tiên là phải biết được cái triệu dấu hiệu của đột quỵ não. Đấy là cái gì? Bệnh nhân đột ngột tự nhiên là nói đớ, hoặc là bệnh nhân mất tiếng, hoặc là đột ngột mù mắt, hoặc là đột ngột bệnh nhân thấy tay chân một bên bệnh nhân yếu đi và bệnh nhân có thể không đi lại. Kèm theo một số cái triệu chứng phụ như có thể là đau đầu, chóng mặt, nôn, đột ngột trên một cái nền tảng bệnh nhân có thể có bệnh nền, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, sơ vữa mạch máu, sơ vữa mạch máu hoặc là bệnh nhân nghiện thuốc lá, thuốc lào. Thì đấy là những cái nguy cơ mà có thể là dẫn đến đột quỵ. Thì những cái trường hợp này thì nếu khi bệnh nhân thấy dấu hiệu thì tốt nhất là đến những cái cơ sở bệnh nhân có khả năng sử dụng thuốc tiêu huyết khối, hoặc là đặc biệt thì hiện nay ở Thanh Hóa thì chỗ đơn vị chúng tôi là triển khai cái can thiệp đấy khối mạch não, thì mình sẽ góp phần giảm cái tỷ lệ tử vong cũng như là tăng cái tỷ lệ cứu sống bệnh nhân đối với những bệnh đột quỵ não. Để làm giảm nguy cơ tái phát của đột quỵ, người bệnh cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và có lối sống lành mạnh. Trong đó quan trọng nhất là kiểm soát tốt bệnh tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Có như vậy mới giảm nguy cơ mắc đột quỵ. Chuyên mục Y tế dân số và sức khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.